Mới đây, vào ngày sinh nhật của Irene, Jerry Thành Viên đã đăng một câu chuyện trên Instagram để chúc mừng sinh nhật Irene. Jerry đã đăng hai bức hình với chú thích: "Chị Joey Hun, chúc mừng sinh nhật, hãy cười thường xuyên hơn nhé, em yêu chị, hãy tận hưởng ngày đặc biệt của chị." Việc các thành viên cùng nhóm chúc mừng sinh nhật lẫn nhau là điều hết sức bình thường mà người hâm mộ có thể dễ dàng nhìn thấy ở bất kỳ nhóm nhạc nào. Thế nhưng trong trường hợp này, bài đăng tưởng chừng chẳng có gì đáng tranh cãi của Jerry lại khiến cô gặp không ít rắc rối với cư dân mạng Hàn Quốc. Dù đã gần nửa năm trôi qua nhưng cho đến nay, dư luận xứ Kim Chi dường như vẫn chưa thể quên được vụ bê bối nhận cách của Irene. Kể từ khi cô trở lại hoạt động sau một thời gian ở ẩn, bất kỳ tin tức hay bài đăng nào về Irene cũng tràn ngập những bình luận tiêu cực từ công chúng Hàn Quốc. Và tất nhiên, những người có liên quan đến cô, có mối quan hệ thân thiết với nữ thần tượng, cũng thường xuyên bị netizen Hàn cho vào tầm ngắm soi mói và chỉ trích. Vì lý do này, bài đăng chúc mừng mà Jerry đăng tải trong ngày sinh nhật Irene đã trở thành chủ đề nóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng xứ Củ Sâm. Khi bài đăng trên Instagram của Jerry được chia sẻ trên một cộng đồng trực tuyến, nhiều cư dân mạng đã tập trung lại để tranh cãi gay gắt. Bài đăng đã nhận được nhiều lượt phản đối hơn lượt ủng hộ và người hâm mộ Red Velvet phản đối rằng cư dân mạng đang quá khắt khe với hai thành viên này. Người hâm mộ bình luận rằng mọi người không nên đặt vấn đề về việc Jerry chúc mừng Irene vì Irene về cơ bản đã nuôi dưỡng Jerry. Cư dân mạng bình luận, cứ gặp nhau rồi chúc mừng ở nhà là được mà, sao lại phải đăng lên cho công chúng thấy làm gì? Không đăng lên thì kiểu gì cũng bị bạo cắt đứt quan hệ rồi, rồi bao nhiêu suy đoán lục đục nội bộ sẽ nổ ra, còn bây giờ đăng lên cũng bị nói này nói nọ, chắc do Red Velvet nổi tiếng quá nên mới vậy đấy. Sao mấy cô này được bênh vực nhiều quá vậy, sung sướng thật nhỉ? Thế nhưng ngược lại, người hâm mộ của Red Velvet lại tỏ ra bức xúc với cộng đồng mạng Hàn Quốc vì có lẽ như dư luận đang nghiệt ngã một cách quá đáng và không cần thiết với hai nữ thần tượng này. Các fan cũng chỉ ra rằng dường như đây chỉ là một tình huống vô cùng oan ức với Jerry khi mà đăng hay không đăng bài chúc mừng sinh nhật Irene cũng có thể khiến cô bị mang ra bàn tán. Irene được coi là visual đỉnh nhất của SM trong Gen 3, là con cưng của công chúng Hàn nhờ nét đẹp siêu thực, chỉ đứng yên một chỗ cũng đủ để khiến khán giả trầm trồ. Tuy nhiên vào tháng 10 năm 2020, trưởng nhóm Red Velvet Irene bị một biên tập viên thời trang nổi tiếng tố cáo có những lời lăng mạ, xúc phạm nhân viên trong hậu trường. Điều này khiến hình ảnh nữ idol bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Từ một nữ thần, Irene bỗng thành kẻ độc ác, xấu xa và bị nhiều nhãn hàng quay lưng. Bộ phim điện ảnh ra rạp cũng không nhận được sự quan tâm. Còn Jerry là thành viên Red Velvet trong số các thần tượng nữ thuộc lứa idol Gen 3. Có lẽ nữ idol là một trong những gương mặt thường xuyên bị cư dân mạng soi trang cá nhân nhất. Rất nhiều lần, tài khoản mạng xã hội của cô đã bị netizen Hàn đưa vào tầm ngắm. Dù đó là những bức ảnh của chính Jerry hay những bài đăng mà cô viết cho một người khác. Cách đây không lâu, Jerry từng trở thành tiêu điểm tranh cãi dữ dội khi đông đảo cộng đồng mạng Hàn Quốc không hài lòng với những gì mà cô viết trên trang cá nhân sau sự ra đi của nữ diễn viên hài Park Ji-sun. Trong một bài đăng Instagram Story được chia sẻ chỉ vài giờ sau khi tin tức về cái chết của Park Ji-sun được công bố, em út của Red Velvet đã đăng một bức ảnh bản thân đang cười rất tươi. Khi mà những tranh cãi về bài viết nói trên đã tạm lắng xuống, cư dân mạng xứ Củ Sâm lại bất ngờ đào mộ một bài đăng trên Instagram của Jerry, trong đó có đề cập trực tiếp đến một nghệ sĩ khác, đó chính là Jeno. Thoạt nhìn, bài đăng của Jerry về Jeno có thể chỉ là một kiểu tương tác đơn thuần giữa các nghệ sĩ cùng công ty. Tuy nhiên, nhiều người lại tỏ ra khó chịu vì lý do cả tuổi đời lẫn tuổi nghề của Jerry đều không có cách biệt quá lớn so với Jeno. Thế nên, cách cô công khai đăng bài khen ngợi hậu bối có thể trở thành một vấn đề nhạy cảm gây tranh cãi dữ dội. Dù vậy, vẫn có một số ý kiến bênh vực Jerry và cho rằng đây không phải là một hành động đáng bị chỉ trích dữ dội. Đặc biệt là khi K-pop vẫn luôn có rất nhiều thần tượng công khai chia sẻ hình ảnh và khen ngợi hậu bối của mình.